Xin chào mọi người, mình là Kevin Dinh từ công ty kế toán KDA Tax và Oz Accounts. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ và đóng góp ý kiến cho chúng tôi trong cái video về gói kích cầu kinh tế COVID-19 tuần trước. Hôm nay mình rất là vui để báo cho các bạn biết là gói hỗ trợ tài chính JobKeeper đã được thông qua tại Nghị viện và nó sẽ hỗ trợ lương cho khoảng 6 triệu công nhân tại Úc. Có rất là nhiều thông tin khác nhau trên mạng và báo chí nói về cái gói hỗ trợ tài chính này và quá nhiều thông tin trái chiều có thể gây ra nhiều nhầm lẫn và lo lắng cho các bạn. Đó là lý do tại sao mà mình làm cái video này với hy vọng là sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ vấn đề và sẽ giải thích một số câu hỏi mà các bạn đang quan tâm về chủ đề này. Như các bạn đã biết, thì mục đích của gói kích cầu JobKeeper này là giúp các doanh nghiệp bị ảnh hưởng tới coronavirus để chi trả tiền lương cho nhân công, ngay cả khi doanh nghiệp của họ không còn khả năng chi trả cho nhân viên, và để giúp nhiều nhân viên có thể giữ được công việc và có thể tiếp tục kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Chính phủ hiểu là trả tiền cho doanh nghiệp sẽ có giúp thêm tự tin cho xã hội và nền kinh tế vì nhiều người sẽ giữ được job. Share market và property market vì vậy cũng sẽ được đỡ bị khủng hoảng. Hơn nữa, làm như vậy sẽ giảm tải cho Centrelink khi mà có quá nhiều người xin thất nghiệp vì mất việc. Đây, theo mình nghĩ là chiến lược rất là thông minh của chính phủ. Vậy ai và doanh nghiệp nào đủ điều kiện? Theo mình đó, là tất cả các doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đô và chứng minh được họ giảm 30% doanh thu của họ do tác động của COVID-19. Đối với những doanh nghiệp mà có doanh thu hơn 1 tỷ đô và thì họ phải chứng minh là họ đã mất 50% doanh thu. Đối với những cái tổ chức từ thiện, họ chỉ cần chứng minh là họ đã mất 15% doanh thu để đủ điều kiện nhận trợ cấp từ gói kích cầu này. Việc giảm doanh thu sẽ được so sánh theo tháng hoặc là theo quý, giữa tháng này, năm nay và năm ngoái, tùy khi nào họ nộp bank statement cho sở thuế. Những nhân viên được hưởng lợi bao gồm những nhân viên toàn thời gian full time, part time hoặc casual. Nhưng casual staff thì phải làm cho công việc đó ít nhất là 12 tháng. Những cái nhân công không phải là thường trú nhân hoặc là citizenship, công dân Úc thì không được nhận khoản tiền này, trừ khi họ là người New Zealand và có visa subclass 444. Những ai là sole trader cũng sẽ nhận được khoản tiền này nếu mà doanh thu của họ giảm 30%. Và tương tự là cái business làm theo kiểu partnership structure, nếu mà partner không có trả wages thì họ vẫn nhận được cái phần trợ cấp này, nhưng mà chỉ một partner mà thôi. Nó cũng tương tự áp dụng cho công ty. Khi mà director của công ty không nhận lương mà chỉ nhận được gọi là dividend, được cái cổ tức. Và business cũng như vậy, khi mà họ sử dụng trust, khi mà business trust không có trả lương cho beneficiary thì một beneficiary sẽ được lãnh nhận cái phần hỗ trợ tài chính này. Điều này có ý nghĩa gì khi bạn là doanh nghiệp? Rất là nhiều người hỏi tôi như vậy. Thì nếu mà cơ sở kinh doanh của tôi đã đóng cửa, nhân viên không làm việc thì sao? Tôi có thể nhận được trợ cấp hay không? Câu trả lời của tôi là có. Bạn vẫn sẽ nhận được trợ cấp 1.500 đô la cho mỗi nhân viên mỗi 2 tuần từ ATO. Nếu doanh nghiệp của bạn vẫn đăng ký với ATO và vẫn tiếp tục hoạt động và thuê nhân viên, bạn sẽ phải trả lại cho mỗi nhân viên 1.500 đô la mỗi 2 tuần. Và nếu business của bạn có đóng cửa, thì bạn phải yêu cầu nhân viên nghỉ việc tạm thời bằng văn bản, in writing. Nếu nhân viên nghỉ việc tạm thời và nhân viên nhận tiền trợ cấp xã hội, trợ cấp JobKeeper 1.500 đô la mỗi 2 tuần, bạn có thể yêu cầu bất kỳ nhân viên nào nghỉ phép. Có nghĩa là số tiền 1.500 trả vào tiền nghỉ phép hàng năm của họ, miễn là họ còn hơn 2 tuần nghỉ phép và mình không bắt họ phải sử dụng hết phép.
Chính phủ muốn mọi người phải có 2 tuần nghỉ phép vào mỗi thời điểm mình trả lương. Khi yêu cầu nhân viên nghỉ phép thì bạn không cần phải kêu họ nghỉ đủ 38 tiếng, có thể là chỉ nghỉ đủ số giờ để đủ số khoản tiền là 750 đồng một tuần mà thôi. Bạn không phải trả tiền super nếu mà nhân viên không làm việc, nhưng mà bạn phải trả tiền super nếu mà bạn yêu cầu nhân viên nghỉ phép. Đặc biệt là thời gian nghỉ phép vẫn tích lũy theo tỷ lệ bình thường của nhân viên trước khi mà doanh nghiệp đóng cửa hoặc là ngừng hoạt động tạm thời. Nếu doanh nghiệp của bạn vẫn mở cửa thì sao? Dĩ nhiên khi bạn doanh nghiệp vẫn mở cửa, bạn sẽ nhận được 1.500 mỗi nhân viên, tương tự như trường hợp trước, là business vẫn hoạt động và staff của bạn đăng ký trước ngày 1 tháng 3 2020. Nhớ là phải trước 1 tháng 3, sau 1 tháng 3 thì họ không chấp nhận. Nhân viên làm việc theo giờ bình thường nếu business vẫn hoạt động bình thường. Bạn trả lương cho nhân viên hàng tuần vẫn bình thường. Nếu họ kiếm được hơn 750 đô la mỗi tuần thì họ sẽ được trả như bình thường và bạn phải trả sự cái difference. Nếu họ kiếm được ít hơn 750 đô la thì họ được trả 750 đô la mỗi tuần. Có nghĩa là họ được pay rise. Super thì phải trả vào giờ làm việc bình thường. Super không phải trả cho số tiền mà nếu một nhân viên bình thường kiếm được ít hơn 750 đô la. Và nếu kinh doanh của bạn vẫn mở cửa nhưng bạn giảm giờ so với bình thường vì kinh doanh ế ẩm thì bạn sẽ nhận được 1.500 đô la cho mỗi nhân viên. Vẫn như vậy, bạn có thể yêu cầu của nhân viên của bạn giảm giờ làm, giảm xuống khoảng để đủ trả cho họ 750 đô la mỗi tuần để bạn không cần phải trả thêm, nhưng mà tất cả phải bằng văn bản in writing. Bạn không phải trả tiền hưu trí nếu nhân viên không làm việc, nhưng hưu trí phải trả nếu nhân viên bị bắt buộc nghỉ phép. Tôi hy vọng là cái video này và cái sự giải thích của tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp mình khi đăng ký quyền lợi của mình về cái gói kích cầu kinh tế JobKeeper này, và hy vọng bạn có thể giải thích được cho nhân viên của mình quyền lợi và lợi ích của họ trong cái gói hỗ trợ lương bổng của chính phủ. Mình biết là cái dự luật này cũng không phải dễ hiểu và mình đã cố gắng làm cho rõ ràng và phân tích từng trường hợp cho dễ hiểu cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã lắng nghe. Trước khi kết thúc thì mình muốn chia sẻ vài thông tin tốt về việc kiểm soát cái social distance ruling. Theo bản cập nhật nhanh về hôm nay đó thì số trường hợp nhiễm bệnh chỉ có hơn 6.000 người thôi, tăng khoảng 1.6% so với ngày hôm trước. Đây là cái tỷ lệ rất là thấp. Đặc biệt là nếu mình so sánh với lại tỷ lệ nhiễm của toàn thế giới. Lý do như là mình nói như vậy là để cho chúng ta biết là chính phủ và mọi người đã làm rất rất tốt công việc trong cái sự kiểm soát sự lây lan của cái virus này. Vì vậy chúng ta cũng nên tiếp tục tuân thủ social distance rule để mọi chuyện trở lại bình thường một cách nhanh nhất. Nói về social distance rule thì mình muốn chia sẻ cái hoạt động bình thường của mình. Khi mà mình đi Burning, mình đang cố gắng theo tuân thủ social distance rule. Và đây là hình ảnh của mình khi mình đang làm việc tại nhà và không phải làm việc ở tại văn phòng. Mình biết mình và các bạn đều rất là khó khăn trong trường hợp này, nhưng mà khó khăn để follow cái social distance rules này, nhưng mà mình tin là mọi người làm được. Và thực tế là nó rất là hiệu quả và như mọi người đã thấy. Nên mọi người hãy cố gắng làm tốt để vượt qua. Và hy vọng mọi người sẽ vui vẻ. Chúc mọi người khỏe mạnh và có một cái Easter holiday thật là vui vẻ. Hẹn gặp mọi người ở những video sau.